Vừa qua chúng tôi cũng đã có thấy trên tuần báo Weekly có nói tới cái việc bà bị hành hung, nhưng sẵn bà ở đây, bà có thể kể lại một cách cụ thể cái sự việc bà bị hành hung như thế nào trong cái cuộc biểu tình như thế nào hay không ạ? Cái chuyện đó thì thật sự là tất cả đều có quá rõ ràng ở ngay tại hôm bữa đấy, thì do là trên báo Phan Kỳ Nhân và Nguyễn Xuân Nghĩa đã đăng báo kêu gọi lôi kéo đồng bào tới để biểu làm cầu nguyện cho Thái Hà. Thì tôi là đại luật sư của hàng triệu dân oan Việt Nam, và tôi đại diện cho dân oan tới Thái Hòa tới để mà tham gia cầu nguyện. Nhưng mà khi với cái mục cái nội dung mà ghi thông báo đó, tôi thấy là phá hoại nước Mỹ, chứ không phải rằng là dùng cái cuộc biểu tình cầu nguyện đó để phá hoại phá nát nước Mỹ bằng cái quyền làm người mà chính phủ Mỹ cho, thì họ lại đứng không làm tay sai cho cộng sản một cách miễn phí như vậy. Và tôi quyết định phải tới, và tôi biết rằng là khi tôi tới, tôi biết chắc chắn rằng là bọn cộng sản, bọn khủng bố, ác đảng Việt Tân, chúng nó sẽ tiêu diệt tôi, vì theo những cái lời đe dọa hành hung khủng bố từ trước đến giờ rất nhiều lần, và chúng nó đã hành hung tôi nhưng mà tôi không có cơ hội để tôi nói thôi. Và tôi phải đành cam chịu cho đến ngày mà chúng nó phải tự thú tội ác và nó tự phơi bày và nó tự diệt luôn. Bà có thể nói cụ thể là bà đã làm những gì và như thế nào mà và tại sao nó xảy ra cái chuyện hành hung Này như vậy ạ? thì ngày hôm đó tôi thật sự là tôi đi bộ hết tiền rồi, đi xe buýt rồi, thì có người ta ủng hộ một cái tờ báo Việt của Ly mà em trường cho hôm Acetera cho hôm bữa mà tôi có tham gia biểu tình về để mà tên luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, tức là ngu sống ngục á, với lại tên Phan Cực Ngu á, đã mà gây tội ác mà phá hoại nước Mỹ, thì tôi có tham gia với tuần báo Việt của Ly để giúp, để bảo vệ nước Mỹ, để bảo vệ sự thật. Thì khi đó thì tôi mới đi tới bằng xe buýt và có đồng bào cùng đi. Thì khi tới thì tôi không nghĩ rằng là chúng nó, thì với cái thông báo rằng là cầu nguyện cho Thái Hà, mà tôi là luật sư của hàng triệu dân oan Việt Nam, tôi tới thì tôi nghĩ rằng là chúng nó sẽ không có thể gây án, và tôi không nghĩ đến cái chuyện mà tội ác mà bọn cộng sản nó lại gây ra ngay tại nước Mỹ này. Thì khi tôi tới thì chúng nó đã bảo là không cho con mụ này tới, và bằng mọi giá phải cản nó lại, không có để cho nó bước vô. Thì khi là thành thấy Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đang đứng ở ngay tội đó, đang xếp hàng để mà chuẩn bị chào cờ, thì thành đi tới thành đảnh lễ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Sau đó thành mới nghe nói là bây giờ là lôi cổ nó ra, không đập chết nó đi, chứ không để cho nó tham dự cái buổi tại đây. Thì thành mới nghe nói như Bà vậy. có thể cho biết là bà có nghe là chính Nghe xác là ai là người nói những cái câu đó hay không ạ? Trời trời, lúc đó chúng nó giống như là cái loại mà coi như chó hùa á, nó rú, nó gào, nó nói mà coi như thành không biết là ai. Nhưng mà thành bất chấp, tại vì là khi muốn bảo vệ nước Mỹ thành phải trả giá, thì đó là chuyện đương nhiên. Thì thành không có sợ hãi những cái lời mà đe dọa vu khống Xin bà tiếp đó. tục cái diễn Tiếp tiến tục đó như thế nào? thì thành mới đánh lễ xong, thì sau đó chúng nó bằng mọi giá thì lôi thành ra. Thì thành cứ kè theo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và những người đang có mặt mà coi như là tại đó, thì họ mới mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lên để họ lôi cổ thành ra. Thì họ lôi cổ thành ra, thành cứ dị theo đồng Hòa Thượng Nguyên Trí, thành lên ngay chỗ mà chào cờ. Thì thành bây giờ nếu không cho tôi ở đây thì phải cho tôi chào cờ Hoa Kỳ và chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, xong tôi đi về. Thì thành như vậy, nhưng mà bọn chú rú lên, gào lên, và đó nó xông tới, nó giật cờ, nó làm đủ thứ hết trơn thành. Vậy thành biết là vậy là còn rồi có những cái tiếng nói như là biểu là bây giờ đập nó đi, coi như là không cho nó đem nó có thể là sống sót được cái ngày hôm nay nữa. Bà Thành không biết ai là người nói, nhưng mà ai là người đụng vào người bà có biết hay không ạ? Chứ khi mà xảy ra hiện trạng thì mắt thấy tai nghe, và chính Liên Bùi và Nguyễn Tấn Lạc là người đánh, và coi như đánh mà đấm ngực. Thì hiện nay tôi vẫn còn phải bị, bây giờ hôm nay tôi còn phải tiếp tục đi bác sĩ, và ngày mai thì tôi sẽ đi đi chụp hình và bác sĩ. Và khi tôi khi mà họ diễn tiến ra thì rất là ghê rợn. Ngoài hai cái người đó đàn ông có ra thì có một số kẻ ăn hôi giống như là cái loại mà bị tâm thần á. Cái, theo một số tường thuật thì bà nói rằng là đánh từ phía sau, thì làm sao bà có nhìn thấy được, và không, có đánh từ phía trước hay không ạ? Không ạ. Khi họ đánh tôi có chứ, đánh từ phía trước là những cái bọn mà coi như là tôi biết rõ ràng Kim Caron là một, cái thứ hai nữa là hai cái người đàn bà nữa, và đàn ông thì coi như là nó tới nó qua nó hít mình thôi, mà một cái miệng thì nó biểu là đừng đụng tới bà đem bà ăn vạ thế này thế kia, rồi bà đem bà sẽ là coi như là vu khống này kia. Nhưng mà cái người mà nói như vậy thì độc đục mà người thành dọc mà người thành thì coi như là thành mỹ
đỡ qua bên này. Thì chính nhờ như vậy cho nên Thành mới thấy Liên Bùi xông tới và đập đầu vào Thành như vậy. Thì Thành thấy Nguyễn Tấn Lạc xô và coi như là dọc vào trong đằng sau. Thì Thành thấy rõ ràng Nguyễn Tấn Lạc, thì Thành bảo tụi này là bây giờ nó muốn giết Thành. Nhưng mà Thành bạ Thành lúc đó thì Thành mới nói rõ với đồng bào là hàng triệu dân quan Việt Nam chúng tôi mà tới đây mà bây giờ chúng tôi tham gia cầu nguyện mà bây giờ bọn cộng sản, bọn khủng bố, bọn ác đảng Việt Tân mà giết tôi như vậy đó thì tôi sẵn sàng chết để bảo vệ nước Mỹ. Thì cái là xung đột nó nhào lên và coi như là nó đem nó lấy cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, nó bao Thành đánh quá trời đánh. Và đánh mà coi như Thành không biết đá bên này thì là Thành ngã vào bên này thì là. Và lúc đó Thành mới thấy là thằng Liên Bùi liên tục là coi như với lại Nguyễn Tấn Lạc là coi như là đánh thôi đó. Coi như đánh được rồi thì tưởng là coi như là dù là tôi là Thành thấy không còn tưởng tượng là cái tội ác nó ghê rợn như thế nào xảy ra cái lúc đó. Thì sau đó thì có một đồng bào nào hay là chính chúng nó gọi gì thì Thành thấy là đàn độc rú lên. Bây giờ tí nữa cảnh sát tới cảnh sát mà làm rất là ghê rợn. Thành cũng không ngờ là Đoàn Trọng lại trở thành ra một cái tên tay sai cộng sản mà ở cái dạng báo chí mà ghê rợn như vậy. Thì Thành nghe nói là cảnh sát, sau đó cảnh sát tới. Cảnh sát tới. Xin hỏi bà nói ông Đoàn Trọng ghê rợn báo chí là vì sao bà nói như vậy? Ông ta bảo là ông ta là phóng viên, trước đây là ông ta cũng từng làm phóng viên của Việt Quốc Ly mà. Và Thành từng là người dám bảo vệ cái quyền phóng viên của Đoàn Trọng. Ý muốn nói là lúc đó ông Đoàn Trọng làm điều gì bà nói như vậy? Cầm cái máy và coi như đi qua lại, đã gọi cảnh sát rồi, tới là cái này là khỏi có nói gì, đừng có nói gì đâu, là xe vô cổ luôn thế này kia luôn đó. Thì Thành thấy cái giọng và cái lời rất là ghê rợn. Thì xin tạm thời dừng lại cái cuộc để đi, xong rồi tiếp tục mình vô cảnh sát đi, xong rồi ra làm tiếp tục nữa nha, được không? Ok, vậy thì Thi xin sẽ gặp bà để mà phỏng vấn tiếp về câu chuyện đó sau khi bà đi vào và trình với cảnh sát. Xin cảm ơn bà Bùi Kim Thành. Dạ, và xin cảm ơn phố Bôn Sa cũng như là quý khán giả đã nghe cái sự thật mà do chính hàng triệu dân oan Việt Nam nói ra. Dạ, cảm ơn. Chứ mà chúng tôi cũng là một số người... trong đó có những người báo chí cũng như những người mà đi theo để mà chứng kiến cái vụ bà Bùi Kim Thành sẽ vào báo cảnh sát về vụ việc bà bị đánh ngay trước khu vực Khước Lộc Thọ trong cái vụ biểu tình vừa qua. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp với quý vị khán thính giả.